Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay shop A Hiếu hướng dẫn các bạn cách lắp con xe mô tô điện phân khối lớn các bạn nhé. Đấy, đây là bởi vì là do quá trình vận chuyển nên shop không có thể lắp xe sẵn cho các bạn nhé. Shop sẽ đóng thùng nguyên kiện này cho các bạn. Trong xe thì gồm tất cả những từ cả tờ hướng dẫn đầy đủ hết các bạn nhé. Đây, shop sẽ khui thùng để đóng hàng cho các bạn. Các bạn đây. Nó đầy đủ các chi tiết bộ phận nhé. Nhựa của nó rất là thắng luôn, bởi vì là gọi là dòng xe cao cấp của bạn nhé. Tiếp sau đó là các bạn lắp cho mình cái đầu xe này nhé. Đây, đầu xe thì nó sẵn là trong bao. Đây, các bạn lắp cho mình cái đầu này nhé. Lưu ý cho mình này, cái đầu giữa cái đầu xe và cái trục của bánh trước này là 3 điểm thẳng hàng nhé. Các bạn nhớ cho mình. Sau đó các bạn bắt cho mình vào đầu thẳng qua. Đó. Giờ đây luôn. Túi đồ nó có cả luôn mình rác cho các bạn luôn nhé. Đây thì cũng tiện luôn. Rồi, con này phải xe cao cấp ha. Có cả phụ tùng luôn. Xoáy lại cho mình nhé. Làm sao để xoáy vào để... Làm sao cho các bạn bánh lái này thì tay lái và cái bánh này nó phải ăn khớp nhau nhé. Rồi sau đó các bạn lắp cho mình cái đầu xe vào. Giờ sau đó các bạn lắp cho mình cái đuôi này.
là gương ạ. Phần này là phần chân ga các bạn nhé. Chân ga các bạn lưu ý cho mình này, nó có cái đầu dây điện nhé, để khi bé dẫn chân ga thì sẽ tự chạy. Xe thì liên hệ trực tiếp với shop nhé, số điện thoại là 07789 48666, Zalo các bạn nhé, rất là xịn sò luôn ạ. Xin chào tất cả các bạn nhé. Cái này dành cho bé từ